nha, mít làm y tá rồi đấy, mít thương, đừng bắn mít nha. Yo và hello. Chào bé Spin. Xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại channel của Tí mình. trận này anh sẽ hát tặng lại bài, Mít tặng ngày hôm đào một nay. bài hoàn chỉnh. Đây là anh đúng em không? đã nghe thấy Tên tiếng đúng của gọi anh là Chun rồi đúng không? Anh Chun đúng là Ngày anh hôm nay thì là tập 10 của chúng ta sẽ phát hành. Và trận này thì mình có mời anh Chun vào anh Chun tự nhận kìa để cho coi như là có anh có thêm nhận kịch bản đâu nãy kìa để có thể là tiếp nối cái series phim ngày toàn nhà này. cộng nhá. Ok, đây rồi, khá Đây đông anh rồi, ơi. thấy khẩu súng trước mặt rồi, Đông 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 hơi đông hơi đông. nó gần này. Từ ra mình cũng kiếm súng nó khai. ấy quá anh ơi. Rồi. À đây rồi, đây rồi. Đây rồi, em có súng rồi. Là bắn bỏ mẹ đi anh ơi. Còn đông lắm nha, còn đông lắm nha. Biết mà. Đây đó, bên, bên bên hai nhà này. Sáng chơi luôn. Xoắn rẻ. Hello baby. À, đang lục cục ở trong nhà. Lùi, lùi, lùi ở nhà. Đù, nó biết mình rồi. Ui, anh ơi. Ui. Mít ơi. Một thằng. Linh ơi, dưới 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 dưới. Ở đây Linh ơi, ở đây ở đây. Ok ok ở ok. đây okay. ở đây Nhi ơi, Nhi. Đây 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 đây. Đây. Mít ơi. Đây em đây. Rồi rồi, sao sao. Ơi, hay quá. Vãi trưởng. Linh ơi rồi Nhi ơi rồi Mít ơi, gọi cá đào luôn. Đào đang gọi ở lắm đâu thế. Vậy? Chết rồi anh ơi. Anh gọi Linh ơi là nộ đấy anh ơi. Trời ạ. À. Anh Chun ơi là anh Chun ơi. Ồ, thanh niên mít ngáo ra đi rồi. Vãi trưởng. Ông gọi Linh ơi này chết rồi. Hả? Đào đang làm gì hả? Đào bận à? Hai idol ơi. Đào làm. Làm á? Ui, chắc chắc có đang khách nói rồi anh gì em chẳng ạ. Nghe rõ luôn á. Chắc là Đào có Đào, khách. Đào làm xíu nha anh. Đó. Anh bé Đào này Ô, thì Đào đang phải đi làm rồi à? Không, một tí còn nửa tiếng à. Ok Đào ơi. Thế. Thì mình ok giới thiệu Đào. Lại. À, trận này mình có mời anh Chun vào chơi và hai bạn kia đã nhận ra anh Chun rồi. Tại vì là fan có tiếng. Thế bây giờ Đào out luôn đây, à? Đây đây. Từ từ mình giết xong con này thì mình ô Flare Gun này. Mình sẽ giới thiệu cho anh em. À, lộc cọc à. Lộc cọc này chỉ là một con bot thôi. À thì là mình có mời anh Chun vào vào chơi. Và Mister, mọi Mister người đã ao nhận luôn ra đã. Anh Chun luôn. SVL Chun hãy chơi với anh Tún là mọi người đã nhận ra luôn rồi. Mít chưa áo, Mít đang xem idol bắn nè. Đó. Nhận hết ra anh Chun rồi. Vừa lấy thấy idol Chun nó một cái Mít phải nao ra hứng đạn đó. Ui ông sao không, đây quả đấy anh bắn nó yếu rồi nhưng mà Mít tự nhiên ra đứng trước mặt nó luôn. Đen thôi, đỏ vẫn thế. Không phải Mít, Mít kiểu làm bia đỡ đạn này. Bởi vì Mít chỉ làm y tá thôi anh ạ. Em chỉ làm y được. Tá cho team thôi. Có thính Tận người này bắn sẽ lấy top 1 về cho Mít. Wow. Ok đó, anh à. Idol của giới trẻ à, đã bị nhận ra à, mà rồi. Vừa lấy anh Na Linh nào về anh cho mình làm cũng. Ui. Vừa lấy anh Na Linh nào vậy? Thanh niên này nhớ dài thế. Không, thằng Linh kia kêu anh. Thằng xác kia. Ôi, nó tên rồi. Linh kìa. Xong anh mới bật mít tổng anh bảo Linh nhớ đừng ra đấy. Mà anh nó không kịp. Vãi thật, được được anh ơi, được anh ơi. Được được kịch này bản. Có thằng xác okay, tên Linh nè. Rồi xong. Lia rồi, lia rồi. Nó thằng giết anh xong anh thấy tên này. Đúng đúng anh ơi. Anh phải bịa ra. Vai trưởng anh vào làm lộ mỡ thân phận em. Đậu ma con ca. Tí nữa thì Đào đậu đi anh làm em ạ. Một buồn ghê. Đào trận này bận rồi anh em ạ. Nên là Đào AFK. Vẫn mở loa ngoài nói chuyện được với bọn mình. Chết rồi. Nhi ơi, Nhi lấy cốp 6 không Nhi? Có chứ. Đây đây. Có I anh ơi. Surprise. Uầy, xịn thế. Trận này thì mình bắn AKX6 đi. Cho nó chất chơi người cơ. Em mới bắn được hay như bạn Nhi này vậy. Ui. Ai biết giờ mình bắn gà thấy tùy mẹ theo luôn. Thôi. Tập cứ rèn luyện thì ừ, cái gì rồi, nó cũng thành. Đấy.
cứ rèn luyện vào. Em bán từ mùa 2 mà đến mùa này em vẫn ngu anh ạ. Anh đây anh mới tập nào? iPad nè. Thính đây. Em được bắn bằng điện thoại anh ạ. Anh đã bắn ngu lắm. Anh cùi anh em ạ. Còn mà anh mà bắn iPad thì anh mà bắn anh mà bắn điện thoại thì dăm ba thằng này. Kẻ liều phát một. Anh lại xạo chó. Thì như cái câu này em nghe quen lắm này. đúng. Trận nào anh cũng nói như vậy nhưng mà trận nào anh chết à? Đúng. Cứ nói như vậy là chết. Không, nhưng mà bây giờ nhưng bây giờ anh quen rồi. Anh quen rồi, bye bye. Lúc nào anh có mở dăm ba mấy thằng này xong rồi anh chết hết à? Đúng. Anh như quần què à? Mít ơi. Dạ. À nhầm. Mít nghe nè. Sao mít đi 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 đi. Không nghe thấy Đào nói rồi. Thế Đào cả làm cả nói chuyện à? Đúng rồi, đang mở loa ngoài đó anh. Đào làm leo à, làm trang điểm mà. Đào làm trang điểm. Mít muốn sinh Đào có thể trang điểm cho Mít được không? Ui bố ơi. Bố có phải trang điểm bằng niềm tin. Mít muốn sinh để tán anh Chun. Hợp lý. Thế thì phải trang điểm cho lồng lộn lên chứ. Hợp lý bạn ơi. Đào chắc hãy đang tiệm. Anh đậu phộng. Anh là BD đó. Biết chưa? Ủa? BD là thì tán hợp lý rồi. BD mà. Đấy, ngại gì đâu anh. Ngại tối về đâu. Tối về hai chúng mình đấu kiếm. Đúng. Như có thể cho anh làm quen được không? Làm quen với quần que à? Ông xí làm lộ thân phận rồi. Nhục. Ui. Nhục. Tội nghiệp idol tôi ghê. Đúng. Không có làm quen. Đi phủ phàng. Tôi có Đào rồi. Ông nghỉ đây. Thôi Chun thì thích Đào thôi. Ui, ông vừa mới vào chơi với người ta một trận thôi. Có chúng thính trước mặt thôi. Nè Nhi ơi. Mà ông đã gọi là chơi rồi. Làm fan chỉ cần idol gọi tên một câu thôi là mất ngủ một ngày. Gọi tên một mất ngủ một ngày luôn. Dạ, đi thôi, đi thôi. Hello Mick nha. Con Đào này. Con tướng xe. Xe. Đâu cũng. Ui. Đi đâu vậy anh trai? Đi đâu vậy anh trai? À đủ, có thằng MK ở đây nữa. À, lùi nhùi ở trong nhà. Hello baby. Hết nhiều. Hết nhiều anh chàng dùm cho ai. Anh chàng dùm cho ai. Lúc rồi em không biết chơi game này đâu mà từ khi xem anh Tuấn là em biết chơi game này. Hey, ok à. Hello anh trai. Hello anh trai. Anh hay quá vậy. Nó lại là cứ dễ anh ơi. Bắn khá ghê đấy, từ Chun Thánh Nốc. Chun Thánh Nốc. Quá xịn xò con bò anh em ạ. Chả có làm gì. Nước hai mạng. Bắn ngu làm thực luôn à. Bổ dưỡng mà lại hợp vệ sinh. Đây, bây giờ ngu thì ai bắn hay nữa. Có gì? Sẽ thể hiện một pha sấy MK này. Lấy luôn. Ui mình xin. Anh 8 rồi. Thế em hết thuốc đỏ mắt rồi anh ạ. Thay đừng làm em mù. Ồ, có tiếng. Thế em hết thuốc có rồi. Tiếng anh Chun ơi. Let's go. Mẹ mau lên. Thôi đỡ mắt em hết rồi anh ạ. Kìa nó bắn nhau kìa. Bắn nhau kinh lắm. Vào body Đào ơi. Rồi Đào. Đào ơi em bấm chặn một mạch vào body Đào. Người ta đang làm sao mà đặt. Để em chết. Để em chết. Nhưng mà thế thì không được. Bắn thinh này. Ôi vai. Một pha vẩy ốp kinh. Vẩy M24. Siêu phẩm anh em ơi. Wow. Ôi. Nó đang chạy mà mình vẩy phát headshot. Ôi, đỉnh vai. Wow. Mình cứ níu tin là mình vẩy được quả đấy luôn. Kinh khủng. Thiệt là kinh khủng. Quá ghê. Trời ạ. Vẩy một pha cứ phải gọi là đi vào lòng người. Có xe tới. Đâu? Sao không nghe thấy nhở? Không nghe thấy anh ơi. Xe nó đi ở đâu? Xe đổ ở rìa nhà ngoài anh ạ. Rìa nhà ngoài á? Ok. Đổ ở rìa nhà ngoài rồi. Nghe rồi, thấy rồi. Nghe rồi. Ui. Ui. Thôi xong. Rồi quá xe. Bò vào đi. Đây. Đi mắc cái tường. Rồi em qua bờ rồi. Bò lên nhanh. Em hết thuốc rửa mắt rồi anh ạ. Không bị mắc cái cầu thang cái kia, không nó chết rồi, sấy nó đẩy vào cơ. Nó có một viên à. Ù quá không. Ui.
Bo dịch qua tí nữa. Đi vào nhà, đi vào. Ok. Vào đi. Đi vào nhà Nhi ạ. Đây. Bình tĩnh anh ơi. Đỡ gì chơi với Idol Linh nhỉ? Đây, ông đang chơi với Idol Linh đây. Linh ATM đây chứ đâu. Bắn mình ở đâu nhỉ? Á đủ. Cũng có M24 cơ à? Xịn thế nhỉ? Con đạn này. Đây ạ. Đây này, một viên. Đâu chưa? Hay quá anh ơi. Gạt luôn cho được việc. Đẩy à? Định đẩy này. Ủa? Không vào đâu kìa. Phải thật. Này đẩy này. Bỏ anh ơi. Thôi, bỏ. Em bỏ đây. Kìa, nó chạy kìa. Này. Uầy, trúng một hai viên gì đấy. Bỏ đi anh ơi. Bỏ đi mà làm người. Úi, cố làm gì, chết bo bây giờ. Bo này đau lắm. Đi bo. Uầy, đã clear rồi. Rồi, đi anh ơi. Đồ của mùa sau đẹp. Nhưng mà mùa sau mình không có tiền. Đi đã. Let's go. Ok. Thôi con thì... này đau quá. Đau. Ui, mà. Đào chết rồi. Tôi đào chết rồi. Ok, mấy thì một bọn cho mình anh sẽ đi vào bo à, thôi. Cho em okay, đi anh. Bạn ơi, vào bo. Được em ạ. Một lần em xem sao em. Sao anh? Một lần em xem vẫn là xem 8 giờ. À. Một anh Ninh ấy. Xem. Một lần em xem bây thì vẫn là xem 8 giờ. Bây giờ mình live 9 giờ rồi. Chắc là anh đổi lịch rồi. Ờ mình không. Bình thường thì mình hay live tầm 8 rưỡi. Không biết anh có bây giờ thì không biết anh có tuyển bạn chơi game cùng không? Ui, tuyển bạn chơi game. Em thì... đăng ký. Trời ạ. À, một tuần này em là tạ thôi à. Ui, mình còn tạ hơn bạn ơi. Mình xem toàn 9 giờ. Bọn mình đang gọi như là kiếm thêm fan đấy anh em. À. Này, một viên. Rồi, tên đổi đang chạy xuống kìa, nó chạy ra bờ sông rồi kìa. Nó ngay ngoài đây này. Em bắn một viên rồi anh ơi. Lớp sau. No. Lớp ai vậy? Ờ, để mình rút kinh nghiệm, 9 giờ mình xem. Ok bạn ơi, cứ 9 giờ là lên thấy mình này. Let's go. Đi thôi. Mình ngoài bo rồi, bo đang thu anh ơi. Bắn ghê ghê vậy. Uầy. Lại giết người này anh chui bắn kinh thế nhở. Ui, nó ca hết mạng rồi. Thôi đi đã. À. Bố bo đi anh. Nằm à? Đấy anh mà chui bo em cười. Ui, bố ba định mệnh. Bố ba. Chết được. Khí thế nhở. Nhi ơi, đợi anh Nhi ơi. Một viên. Làm viên nữa. Uầy, lốc một rồi anh ơi. Hay quá Nhi ơi. Hai đấu chơi em phát. Chạy này. Ngăn đôi cho được việc. Đâu rồi. Này. Ui xịt rồi. Em tưởng là phải gọi bằng Yến chứ. Yến bởi vì hình như là tên đệ Yến Nhi đâu ông. Yến gọi là Nhi Yến đâu Nhi. Hai viên. Hay là gọi là Nhi đó. Toàn giáp 3 mũ 3 thôi anh em ơi. Tầm này thì toàn giáp 3 mũ 3 rồi. Bắn 1-2 viên đích. Gọi là không thấm anh em ạ. Cổng có gì nhé. AK-X6 luôn. Kinh nghiệm AK-X6. Rất vậy. Chuyết đâu. Ui nó lại chuyết vãi. AK-X6 nè. Nhưng mà xem anh em bị mù mắt mấy phát rồi anh ạ. Để cái loại keo linh 2 mà cha. Thằng này. Bây giờ. Này quán nhịp ơi. Ui. Nó vẫn bò vào. Nó đâu vậy nhỉ? Cái idol đừng làm em mù mắt nữa nhé. Đúng 330. Ui. Lại vào đầu không chết. Định mệnh. Mẹ. Toàn mũ 3 thôi anh em ạ. Nó đâu vậy nhỉ? Má vẩy như thế. Toàn vào đầu mà cuối cùng toàn mũ 3 okay. Rồi. Nó bơi được hả? Chưa. Nó còn bơi. Uầy, còn khá là đông anh em. Kìa, nó bơi kìa. Không thấy, em không thấy. À. Này, ai à? Đau thế. Ui da. Nào. Ui da. Còn đá đấy vẫn còn. Ui da, à, chạy à? Ui, ba bên không chết kìa. Đùa. Bạn em phát đau quá. Em thì em chưa muốn phải đi là cắt kính đâu anh ạ. Còn đang ngoài bo rồi, mặt bạn chết chắc. Ui. Bốc khói hết rồi, vừa nói xong. Có một thằng bơi nhá. Ok. Vào bo đã anh ơi. Bo này là hơi thốn đấy. Tập này của mình là coi như thế là thân phận đang gọi là bấp bênh rồi anh em ạ, lộ diện rồi.
Thanh niên kia đã nghi ngờ rồi. Quá nghi ngờ luôn đấy. Nói chuyện có một thằng ngoài biển biển vừa bơi vừa bơi lên à, ở đây nè. Thanh niên này gần như mình nghĩ là 80-90% biết rồi. Kiểu... Tại vì là có cả anh Chun vào mà vô lý đúng không? Tại sao là tự nhiên anh Chun vào chơi với mình? Nên là thân phận thì đã bị gọi là dần lộ diện rồi. Ok. Ở đây một thằng ở phía sau một thằng ở phía phải. Ui xong rồi, máy bị giật cấu hình rồi. Anh ơi đừng đẩy ngoài bo à. Mình trong bo mà. Đừng đẩy, đừng đẩy. À trong bo à? Ừ, ok. Mình trong bo mà. Tội gì? Đẩy ra rìa biển bắn nhau, bo thì bé. Nó bắn nó thì tù người đó anh ơi. Tiệc là không hay đó bạn hai. Còn tận 10 thằng. Đúng rồi. Cộng 10 thằng. Tiệc là đông quá mà. Ủa bắn nhau kìa. Nó bắn ở trong khu nhà anh em ạ. Nhưng mà khu nhà ngoài bo à. Nó ngoài bo anh ơi. Không chơi không chơi. Biết là ăn được không chơi. Cứ đứng đây mà ăn nó thôi. Đứng đây cam bọn này có một thằng à? Bên đường nữa. Bên đâu? Có mấy thằng bên đường này. Thôi các bạn chết rồi. À nhảy ra ngoài kìa, chuẩn bị chạy bo. Chạy đi bấy bè. Chạy đi bấy bè. Có tiếng bên trái. Thôi rồi. Má không ăn được rồi. Ok ok. Mình sẽ xử lý nhanh gọn cái bọn bên trái này. Ngay đây đúng không? Hello baby. Không có. À. Ủa không có luôn này. Mình nghe thấy tiếng ta. Tí thế nhở. Không cam được cái bọn chạy. Bom. Định mệnh. À. Bên đường. Clear nè. Ok. À. Thằng này. Một thằng. Làm bên đường đúng không? Rồi. Số các bạn đen rồi. Đợi xíu. Số các bạn đen rồi. Đen rồi. Đây. Rồi rồi rồi. Hay quá Nhi ơi. Số các bạn đen rồi. Tiếp rồi, wow. Hay quá Nhi ơi. Hay quá Nhi ơi. Một rồi, xong em vẫn bị trừ. Em vẫn bị trừ. Hay quá Nhi ơi. Wow. Nhi bạn hay quá. Quá hay chứ nhỉ. Ok, vậy là. Đấy, lần này mới chính là Chun này đậu vào. Cái vừa thôi cha nội. Mấy trận trước là thằng béo nào đúng không? Ok, vậy là trận này thì mình cũng đã giành được top 1. Nhưng mà cái thân phận thì nó cũng hơi bị lộ rồi anh em ạ. Anh em đừng quên bấm like như bấm đăng ký kênh cho mình nha. Và chia sẻ rộng rãi cho cái clip này nhiều view anh em ạ. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.